Anh chị, hôm nay tôi sẽ nói về những kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm trước một đứa trẻ nó khóc. Thì trước một đứa trẻ tiếng khóc á, thì chúng ta thấy cái gì? Nó là cái tiếng khóc của đứa nhỏ nó là gì? Nó là tiếng nói duy nhất của đứa trẻ. Mà cái đó là cái mà nó muốn bày tỏ với mình. Thì cái tiếng khóc nó thông thường á, nó nếu mà mình tính cái độ mà âm sắc á, nó lên có thể lên đến 1.500 đến 2.000 Hz, có nghĩa là nó đánh vô cái màng nhĩ của mình nè, rất rất là mạnh. Thì nếu mà đứa nhỏ khóc bình thường á, thì không khi nào mà người mẹ đem đến khám hết á. Thường thường á là khi mà nó có lặp đi lặp lại và người mẹ thấy bất thường, thì khi đó người ta mới đem đứa nhỏ đến 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 khám. Mà nó rất cái đặc biệt là gì, là người ta thấy thông thường á, đứa nhỏ nó khóc nhiều á là không có rõ cái nguyên nhân gì hết, mà không biết tại sao á, là vào cái cuối của cái tháng đầu tiên á, có nghĩa là tuần thứ tư đến tuần thứ sáu thì đứa nhỏ nó khóc nhiều nhất, mà người ta chưa có giải thích được như thế nào. Có thể là lúc đó cái thần kinh nó chưa hoàn chỉnh, nó đang cố gắng thích nghi với cái ban ngày và ban đêm vân vân, nhưng mà người ta nhận thấy rằng là đa số những đứa trẻ 10 đến 30% đứa trẻ nó khóc không có rõ nguyên nhân vào cái cuối tháng đầu tiên. Nhưng mà không phải là những đứa trẻ đó nó không có rõ nguyên nhân, mình không phải là nó khóc mà không có bệnh gì hết. Tuy nhiên có dưới 5% nó có một cái nguyên nhân thực thể, có nghĩa là mình phải xác định ngay từ đầu nó có một cái nguyên nhân thực thể hay không. Do đó mà vai trò của bác sĩ gia đình của mình là gì? Khi đứa nhỏ nó khóc á, thì chúng ta xem chúng ta diễn giải nó như thế nào và chúng ta đi tìm cái nguyên nhân. Nếu mà chúng ta nghi ngờ và nhất là chúng ta phải nhận biết sớm một số cấp cứu ngoại khoa để kia, để mình coi coi đó là cái chuyện này nó khóc thường xuyên như chút nữa chúng ta sẽ thấy, hay là nó có một cái nguyên nhân thực thể mà mình cần giải quyết ngay đó. Mình thấy là ở dưới 5% nó có một cái nguyên nhân thực thể, một cái nguy hiểm, nó là một cái cấp cứu ngoại khoa. Nhưng mà may cho chúng ta là gì, là nó hiếm lắm đó. Thì khi mà mình nghe đứa nhỏ nó khóc á, thì người ta thấy rằng là mình lắng tai mình nghe nó khóc á, thì mình giải thích hay mình điều trị, không phải cái ca nào nó khóc mình cũng điều trị hết. Do đó mà thường thường á, đứa nhỏ nó khóc á, là những cái thể hiện của những tình huống như là nó đau nè, nó khó chịu nè, nó không hài lòng nè, nó buồn, nó cũng biết buồn nữa, nó nhỏ nó cũng biết buồn chứ không phải là chỉ có người lớn mà được biết buồn thôi ha. Mà có khi nó đói, nó giận dữ. Và một số đứa trẻ nó khóc là trước khi nó thiêu thiêu ngủ, nó đang thiêu thiêu ngủ cái nó khóc giống như chập cái nó mới ngủ được, mà cái đó là cái bình thường của đứa nhỏ. Có một số trước khi nó ngủ nó khóc chập xong nó mới ngủ được đó, như vậy. Thì nó có thể biểu hiện những tình huống như vậy rất là khác nhau, nhưng mà cái người mà hiểu nhiều nhất nó cũng là cái người mẹ của bé, là cái người hiểu nó nhiều nhất. Mà nếu mà người mẹ đó, người ta ở gần người thấy à con mình nó khóc, nhưng mà biết rằng là người mẹ có cái nhận định là nó khóc tại vì nó không có vấn đề gì hết, nó nhõng nhẽo hay nó đòi cái gì đó, là mẹ đã hiểu rõ. Nhưng nếu mà mẹ không có nắm bắt được, bạn lo lắng lúng túng, thì khi đó nó mới là cái lý do đưa đi đến khám, là bà này bắt đầu quá, bà này cần một cái sự hỗ trợ đó. Đa số là bà mẹ bà biết được hết, nhưng mà một số thì nếu không được thì bà phải cần cái ý kiến của bác sĩ. Thì trước một đứa trẻ khóc á, thì chúng ta chẩn đoán á, cái chẩn đoán khóc sao, thì chúng ta sẽ dựa vô cái tuổi và tiền căn á, trong quá trình hỏi bệnh á. Sau đó chúng ta sẽ xem cái đặc điểm của cái khóc và dấu hiệu đi kèm, những lời cha mẹ diễn giải. Chúng ta khám lâm sàng việc kỹ, những trường hợp nào chúng ta nghi ngờ gì đó thì lúc đó chúng ta mới chỉ định làm xét nghiệm. Có nghĩa là đa số chúng ta không cần đâu, nếu mà chúng ta có thể nhận biết, hỏi và nhận biết ra sớm. Thì khi mà chúng ta hỏi bệnh á, tất nhiên là cái vấn đề chúng ta hãy dành nhiều thời gian hỏi những cái câu, thí dụ như là mình phải xem coi đứa nhỏ nó có không bằng lòng hay không. Mình sẽ hỏi là nó có xung quanh nó có đói hay không ha, để mình coi coi những câu hỏi mình đặt ra là coi coi nó có khi bà mẹ cũng có thể nói với mình là nó giận hay là cái gì đó ha. Mình xem nó có mệt hay không, hay là nó đau thực sự. Cho nên những cái câu hỏi đó đặt
đầu của mình là cái nhỏ nó có đau thực sự hay không. Và khi mà mình hỏi thì mình chú ý cái tuổi, cái tiền căn của đứa trẻ và gia đình. Đặc điểm của cái tiếng khóc đó, nó xuất hiện mới đây, nó mới xuất hiện đây hay là đó giờ nó cứ khóc hoài, nó đến với mình, nó có trước đây rồi. Và mình hỏi, mình tập trung là yếu tố khởi phát như là nó ăn, có liên quan đến bữa ăn hay không, có liên quan đến thuốc hay không, nó có bị té ngã chấn thương gì hay không, nó có liên quan đến những cái thao tác của bà mẹ hay không, ví dụ như lúc bà thay tã, bắt đầu thay tã nó bắt đầu nó khóc hay gì đó, nó có liên quan đến những cái thao tác đó hay không, nó có liên quan đến thế nằm của đứa nhỏ hay không, ví dụ như đứa nhỏ nó đang nằm ngửa mình lập tức nó xuống thì nó có khóc hay là ngược lại vân vân. Thì mình hỏi thử coi nó có liên quan đến một trong những yếu tố đó hay không. Và khi mà chúng ta nghe đứa nhỏ nó khóc á, thì chúng ta để ý coi cái âm sắc. Âm sắc á, thì nó thét hả? Nó có thét hay không? Tiếng ré lên nó có thét hay không? Nếu mà nó thét á, thì coi chừng nó là giận á, mà nó mệt, nó khóc thét lên á, đôi khi là nó mệt nữa. Cho nên là mình nghe cái âm sắc của cái tiếng khóc đó, hoặc là nó rên có khi nó là đau á, hoặc là nó rên rỉ, nó rên mà nó yếu xìu á, là nó kiệt sức. Cho nên á, mình nghe cái tiếng khóc của đứa nhỏ có khi mình nhận biết được á, nó như thế nào. Và mình xem cái nhịp ở trong ngày, một ngày nó khóc bao nhiêu lần như vậy, hay là lâu lâu nó mới khóc một lần, hay nó khóc suốt, hay là như thế nào. Thì mình sẽ đánh giá tùy theo cái mức độ, cái nhịp trong ngày. Nó khóc ban ngày hay nó khóc về đêm, đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý để mình liên tưởng đến cái nguyên nhân. Và trong trường hợp tiếp nữa là chúng ta xem coi, ví dụ như đứa nhỏ nó khóc á, cái cách làm dịu của bà mẹ như thế nào, bà mẹ cho nó bú hay không, hoặc là nó ẩm bồng trong tay thì nó bớt khóc, hay ru ngủ nó bớt khóc, hoặc là nó đi nó xì hơi ra được cái nó bớt khóc, hoặc là nó bón nó đi được phân ra ngoài nó bớt khóc hay không. Đó là cái đứa nhỏ nó dịu đi bằng những cái cách nào thì mình cũng chú ý mình hỏi bệnh để mình xem. Và mình cũng xem cái diễn biến á, nó có giống như mọi khi hay không, có nghĩa là nó lặp đi lặp lại thì có khi nó từ đó đến giờ bà mẹ nó nói cả tuần lễ này cả tháng này nó cứ vậy, nó cứ khóc vậy hoài á, thì đôi lúc sự kéo dài cái tháng này thì đôi lúc mình là yên tâm á, nghĩa là nó không có gì là cái cấp tính mà khổng mà nguy hiểm. Còn ví dụ như những cái tiếng khóc mà trước giờ nó không bao giờ nó như vậy, nó khóc thét lên á, đó thì đã là những cái cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Cho nên trong cái hỏi bệnh á, mình có thể nắm bắt được những cái đặc điểm như vậy. Và mình xem những cái dấu hiệu đi kèm, ví dụ như những đứa trẻ đó nó có bị kèm nó khóc, nó có sốt hay không, nó xanh, nó tím, nó mất ngủ, nó biến ăn, nó rối loạn tính tình, có những cái triệu chứng đó bị kèm hay không. Tiêu hóa thì nó có nôn, có chớ, có chứng bụng, có tiêu chảy, nó có bón, có máu trong phân, hô hấp vân vân, khó thở vân vân. Có nghĩa là nếu mà nó có một trong những triệu chứng này á, thì cẩn thận đó là có một cái nguyên nhân thực thể. Còn nếu mà chúng ta khám, chúng ta hỏi, chúng ta không thấy những cái như là tiêu phân không có máu, phân có máu là chắc chắn là có vấn đề rồi đó. Lần đứa nhỏ mà đi cầu mà nó ói mà nó tiêu phân có máu, bụng chướng lên là chắc chắn là có một vấn đề ngoại khoa. Cho nên là chúng ta hỏi bệnh và tìm những cái dấu hiệu đi kèm. Khó thở là nó có vấn đề, những đứa đó không phải là đứa bình thường. Đứa trẻ mà nó khóc, chút nữa chúng ta sẽ thấy những nguyên nhân cơ năng là trên đứa trẻ khi mình khám lâm sàng nó hoàn toàn có bình thường. Và cái diễn giải cái tiếng khóc của cha mẹ đó, thì cha mẹ cứ nghĩ là đứa trẻ nó đau thì cha mẹ đâu có biết được, cứ nghĩ là nó đau nên cha mẹ rất là lo lắng, và từ đó gây những cái xấu, nếu mà nó lặp đi lặp lại nó gây nên những cái xáo trộn tâm lý rất là dữ. Và đôi lúc á, khi mà đứa trẻ nó khóc suốt á, nó khóc lặp đi lặp lại hoài á, thì như vậy nó gây mệt mỏi, cha mẹ rất là mệt mỏi đó. Rồi ngủ không được, tối ngủ không được, khóc suốt rồi. Rồi cái tự á, cái cha mẹ cáu gắt với nhau, gây gỗ với nhau đó, cũng vì đứa nhỏ nó khóc, rồi. Thì đó là những cái bệnh cảnh mà chúng ta thường, rất là thường gặp.
Thì để chẩn đoán thì chúng ta đầu tiên khám khám đứa nhỏ. Nếu mà cần phải đưa đến đi khám thì chúng ta cần lưu ý những điểm gì? Thì tổng trạng chúng ta xem phản ứng của nó có linh hoạt hay không, chuyên lực cơ nó có bình thường hay là nó tăng hay nó giảm, lúc đó chúng ta khám chúng ta sẽ thấy nó. Và về cân nặng chúng ta sẽ đánh giá nó có cái cân nặng nó có bị chậm tăng cân hay không, vòng đầu nó có tăng nhanh hay không. Do đó mà đối với trẻ nhỏ lúc nào nếu các anh chị cứ làm như trong những bài giảng tôi hay nhắc cân nặng chiều cao vòng đầu, cân nặng chiều cao vòng đầu có bao nhiêu đó là cái cơ bản của nhi khoa. Mình lấy mẹ mình thấy nó có vấn đề, nó không tăng, cái vòng đầu tăng quá nhanh, đó là những vấn đề nguy hiểm. Cái vòng đầu tăng nghĩa là đang có cái gì này, nó tăng áp lực nội sọ, nó đang có cái khối gì trong á, cho nên cái nhỏ nó đâu có biểu hiện gì đâu, nó cứ thế mà nó khóc thôi. Cho nên những cái mà chi tiết khi chúng ta khám bệnh, chúng ta để ý chút xíu, nếu có vấn đề bất thường, nó là những dấu hiệu chúng ta cần đi tiếp nữa. Khám lâm sàng về da, phần mềm, tất nhiên là chúng ta sẽ khám kỹ coi cái màu sắc da có hồng ban, gấp sen hay không. Những đứa trẻ nó có cái sẹo cũ ở bụng hay không, nó mấy đứa mổ phalosen chẳng hạn, đẻ ra có một cái rúng nó còn nó lồi ra, nó phải bị mổ vân vân, sau đó nó có cái sẹo, sau đó trong 1-2-3 tháng sau nó cứ thế nó khóc, coi chừng nó là những cái tác dụng vừa do cái sẹo cũ vân vân đó. Nên là khi khám mình để ý những cái chi tiết đó, mình khám bộ phận sinh dục ngoài lỗ thoát vị. Cái đứa nhỏ nó dễ bị thoát vị bẹn nghẹt, nó khò xuống cái nghẹt ví dụ vậy, hoặc là mấy đứa con trai nhỏ nó bị xoắn tinh hoàn nó bị xoắn, đó là những cái cấp cứu ngoại khoa mà tối khẩn luôn đó, chứ không thì cái tinh hoàn nó sẽ bị hư luôn, suốt cả đời đứa nhỏ nó sẽ trở nên vô sinh về sau này. Cho nên khi mình khám mình cũng phải khám rất là kỹ bộ phận sinh dục ngoài lỗ thoát vị. Và chúng ta sẽ xem đứa nhỏ nó có những cái về chuyển động á, nó có chuyển động khớp bình thường hay không, nó quơ tay múa chân bình thường hay không, hay là có một cái nó liệt một cái tay nó nhúc nhích không được hay gì đó, hoặc là một bên nó có cái giới hạn vận động so với cái bên lành chẳng hạn, thì khi đó mình khám mình sẽ phát hiện những cái bất thường. Vấn đề làm xét nghiệm hay không, nếu đứa nhỏ có vấn đề bất thường mà mình không tìm ra được nguyên nhân nào thì khi đó mình mới làm xét nghiệm. Nói chung á, mình dựa vào lâm sàng là chủ yếu, mình khám nó có bất thường, cái khi là mình khám lâm sàng mình đã nghĩ đến cái gì rồi. Những trường hợp cấp cứu nặng hoặc là nghi ngờ mình thấy nghi thoát vị bẹn nghẹt chẳng hạn đó, thì khi đó mình làm xét nghiệm để xác định vân vân. Còn không có cái xét nghiệm trong đứa trẻ khóc bình thường chút nữa chúng ta sẽ thấy nó không có cần thiết, tại vì đa số nó là nguyên nhân cơ năng. Mà những nguyên nhân cơ năng nó là cái gì chúng tôi sẽ trình bày sau. Và để chẩn đoán nguyên nhân á thì chúng ta sẽ dựa vào cái tuổi của bệnh nhân rất là quan trọng. Chút nữa chúng ta sẽ thấy dưới 3 tháng tuổi nhóm nguyên nhân nó khác, trên 3 tháng tuổi nhóm nguyên nhân nó khác. Ở trẻ con cái nhóm nguyên nhân nó dựa vào cái lứa tuổi, và chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất cái khóc đó, nó có thường xuyên hay không thường xuyên. Nó khóc thường xuyên á thì là mình an tâm hơn á, còn nó mới xảy ra đây, nó thay đổi hành vi, thay đổi cái thói quen của nó, những cái đó mới là nguy hiểm. Và trong cái nhóm nguyên nhân thì tất nhiên chúng ta có những nguyên nhân thực thể nội và ngoại khoa và nguyên nhân cơ năng. Trong cái nhóm chẩn đoán nguyên nhân là như vậy. Thì bây giờ tôi qua phần chẩn đoán nguyên nhân trẻ dưới 3 tháng tuổi trước. Như để chúng ta thấy mình phải hỏi bao nhiêu tháng tuổi đó. Trẻ con nó rất là quan trọng, mình phải hỏi bao nhiêu tháng tuổi, từ đó mình sẽ suy nghĩ và loại suy. Thì như tính trước một đứa trẻ khóc, đầu tiên phải tìm nguyên nhân thực thể trước cái đã. Nếu không có thì khi đó mình mới nghĩ đến cái cơ năng. Thì trong hai nhóm nguyên nhân thì nó có nhóm nội khoa thực thể đó, nó rất là nhiều hơn các anh chị. Cái nhỏ nó khóc bất kỳ cái gì cũng khóc được hết. Hội chứng nhiễm trùng có thể kèm theo sốt,
trong đó viêm màng não cũng khớp, nhiễm trùng tiểu cũng khớp, tiêu chảy cũng khớp, viêm tai giữa cũng khớp, nấm miệng cũng khớp, hâm lở hon cũng khớp, nhiễm trùng da cũng khớp, viêm khớp hon. Những cái đó là những nguyên nhân cấp tính. Còn những nguyên nhân mà tái đi đến nhỏ đó, nguyên nhân tái diễn, ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản cũng khớp, nhiễm nó bị viêm thực quản nó khớp, dị ứng đạm sữa bò, dị ứng tiêu chảy suốt nó cũng khớp, bú vô ói nó cũng khớp, tăng áp lực nội sọ thì quá rõ rồi. Nguyên nhân đó tái diễn tái đi tái lại thì nó quá rõ. Trong nhóm nguyên nhân thực thể nội khoa, trong nhóm ngoại khoa đó thì chúng ta có hàng loạt như vậy. Tất nhiên những cái nguyên nhân này nhá, nó rất là hiếm. Ví dụ như các anh chị thấy tôi để hiếm những nhóm này thôi, nhiễm hiếm xoài một bất phần gì dạng gì đủ thứ hết. Nói chung nguyên nhân ngoại khoa mình cảm nhận nó rất là rõ ràng, tại vì thường là những cái nhóm này đứa trẻ nó không có bình thường, nó có cái vấn đề gì đó. Khám lâm sàng như thế, nếu mà chúng ta chịu khó khám kỹ chắc chắn có vấn đề sụt cân, nó mất nước, nó ói nhiều quá, những cái gà hẹp mùi vị chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Còn thoát vị bẹn nghẹt, nó khóc, nó khóc thét, mình thấy rõ ràng nó đau mặt này, nó tím nhắc, nó khóc thét mà nó không ngưng giữa các cơn, nó cứ thế mà nó khóc, mình thấy nó đau đớn rất là nhiều. Còn những nguyên nhân cơ năng thì chúng ta sẽ thấy nó khác, chút nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nói tóm lại nó rất là nhiều nguyên nhân nội và ngoại khoa thực thể. Tuy nhiên đối với học gia đình của mình á, cái vấn đề á mà mình cần nhận biết đó là cái nguyên nhân cơ năng chiếm đa số. May cho mình á là mấy đứa nhỏ nó khóc á là nguyên nhân cơ năng chiếm đa số, còn thực thể nó ít hơn. Thì cái mà trong cái nhóm nguyên nhân cơ năng á thì vấn đề nuôi ăn của đứa nhỏ chiếm vị trí đứng hàng đầu. Ví dụ như cái nhóm đó, đứa trẻ nó đói, mình mẹ cho bú, nó háo ăn chẳng hạn. Nó bú nhiều lắm mà mình đi làm về chưa kịp á, nó sẽ khóc khóc dữ dội lắm, trẻ đói thiếu cung cấp. Nếu mà chúng ta cho nó bú thì nó sẽ hết khóc liền ha. Thì đã dễ rồi, đi ra nhập ra quá dễ rồi, nó đói nó khóc. Thì nếu mà đứa nhỏ nó cứ bà mẹ bà không có sữa chẳng hạn, hoặc là bà đi làm suốt nhà không ai chăm nom chẳng hạn, thì cái nhóm đó đứa trẻ nó sẽ tăng cân ít, nhưng mà nó đòi bú rất là nhiều. Khám lâm sàng thì nó bình thường, nó đói. Nếu mình khám lâm sàng thấy nó hoàn toàn bình thường, chắc chắn là nguyên nhân là nó đói rồi, còn gì cho dù nó muốn bú dữ lắm, nó như vậy. Và đối với trẻ bú mẹ chẳng hạn thì có thể là bà mẹ bà thiếu ăn, bà làm việc quá nhiều, bà sinh nhiều, thì cái nhóm này nó sẽ khóc là do nó đói đó. Còn đối với trẻ bú bình á thì có thể là do cung cấp sữa theo cân nặng trẻ không đủ, cho nó bú ít quá nó cũng đói, nó khóc đó. Nhóm này là nhóm trẻ nó đói. Và một cách nữa mà chúng ta hay quên á, đó là cái cách pha sữa không đúng. Có nghĩa là cái lượng sữa trong cái lượng nước á nó không có phù hợp, nghĩa là người ta cho nước nhiều quá nó pha loãng cái sữa đi, bà mẹ nên không có pha đúng cái công thức quy định. Ví dụ như ba muỗng sữa là 100 ml, ví dụ vậy đó, nhưng mà phải cho loãng hơn chẳng hạn, thì đứa nhỏ nó muốn nước không mà, thì nó khóc nó đói là tại phần. Thì trong cái nhóm này á là cái nhóm trẻ nó đói, đầu tiên là mình nghĩ coi cái nó có đói hay không. Nhưng một số bà mẹ thì ngược lại thì sao? Nhịp bú của đứa trẻ không phù hợp. Không phù hợp có nghĩa là gì? Đứa nhỏ quá mệt, khóc chịu quá mệt, nó khó ngủ, nó không giảm khóc khi được bầu, không khi được đặt nằm ngủ. Và ví dụ như đứa nhỏ đó nhịp bú không phù hợp, nên mình đang bình thường nó không khóc, như là cha mẹ đi du lịch chẳng hạn, ẩm đứa nhỏ đi theo thì di chuyển đến những nhiều nơi lạ, đến đây cái mai cái đi qua cái vùng khác chẳng hạn, đổi khách sạn khác chẳng hạn, mình cứ đi du lịch ẩm đứa nhỏ theo, đổi chỗ ở nó cũng khóc nữa. Nè. Và hoặc là bà mẹ bà đánh thức đứa nhỏ đúng giờ để theo nhịp của mình, cho bú quá nhiều đứa nhỏ nó cũng khóc nữa. Đó là những trường hợp như vậy, nghĩa là mình ép nó bú nhiều quá nó cũng khóc nữa. Còn cái nhóm mà nó đói quá nó cũng khóc, mà nó bú nhiều quá nó cũng khóc nữa. Nó no quá, nó mệt nó khóc nữa. Nhưng cái đặc biệt đó là cái sa sút tinh thần ở người mẹ,
Thì nhóm này đứa trẻ nó kích thích mẹ bằng tiếng khóc, có nghĩa là gì? Là bà mẹ hững hờ, không có bày tỏ tình cảm. Bà mẹ có những cái nguyên nhân tâm lý, tâm sinh lý. Bà mẹ bị trầm cảm sao xanh, đời sống vợ chồng khó khăn, hoặc là có tan trong gia đình, vân vân. Nói chung một cái sang chấn tâm lý cũng làm cho đứa nhỏ trong gia đình đó, cũng làm cho đứa nhỏ nó khóc. Cho nên trong quá trình mình hỏi á, đôi lúc mình phải để ý đến những cái nguyên nhân như vậy. Và như nãy tôi nói, nó có cái giai đoạn đứa nhỏ khóc sinh lý, có nghĩa là nó khóc nhiều nhất vào lúc 6 tuần tuổi nó giảm, và sau đó nó kết lúc 3 tháng tuổi. Với đứa nhỏ nào cũng vậy, đa số hơn 1/3 nó cứ khóc vào cái thời điểm đó. Nhưng mà nó không có bị gì trời trơn, nhiều nhất là lúc nó 1 tháng 10 tuổi, 6 tuần nó giảm, lúc nó 3 tháng tuổi nó hơi giảm và có khi nó hết luôn. Đó là cái người ta mới gọi là khóc sinh lý, nghĩa là đứa nào cũng giống nhau ở trời trơn, cho nên nó có gì phải lo trong cái nhóm này hết. Tuy nhiên nó có cái nhóm là khóc có liên quan đến cơn đau bụng ở trẻ nhỏ. Cái nhóm này những đứa trẻ có thể là người ta hỏi mình thôi, người ta nói trời bác sĩ ơi, con tôi nó khóc khóc dữ dội lắm, khóc vô cớ, không biết lý do gì trời trơn. Mỗi lần mà những cái dấu hiệu đó lúc nào cũng giống nhau hết á, thấy nó có vẻ nó đau lắm, mặt nó đỏ bừng, trán nó xếp nếp luôn, xếp nhăn luôn, đùi nó gấp lên trên bụng. Bụng thì lúc đó bụng bà mẹ nói luôn, nó bụng nó chướng lên, tôi thấy bụng nó chướng lên. Nhưng mà thường nó xảy ra giữa 18 giờ và nửa đêm, sẽ là chiều vậy đó. Và khi mà bà mẹ thử cho bú thì nó không giảm đi cho bú nữa. Thì cái dấu hiệu này nó lặp đi lặp lại trên đứa nhỏ khóc á. Thì mà nếu mà chúng ta để ý là nó khóc như vậy đó, trên 3 giờ trong một ngày, trên 3 ngày trong một tuần, xảy ra trên một tuần, nhưng mà đứa nhỏ không ảnh hưởng đến tăng trưởng, nghĩa là cân nặng nó vẫn cao to phù lên á, nhưng mà nó khóc hoài như vậy á, thì coi chừng mỗi lần nó khóc á, nó giống như cái bệnh cảnh như vậy, nó nhăn nhó lên á, cái bụng chướng phình lên gì đó, thì coi chừng nó gọi là, người ta gọi đó là cơn colic, nghĩa là cơn đau bụng ở trẻ nhỏ. Nếu mình có những cái dấu hiệu như vậy, nó gọi là cơn đau bụng ở trẻ nhỏ. Thì nếu mà mình thấy nghe như bà mẹ bà diễn tả mỗi lần như vậy, nó đi ra hơi cái nó có bớt một chút nữa, hoặc là lúc nào nó cũng khóc dữ dội như vậy mà cái bụng nó chướng lên như vậy, thì những việc không nên làm có nghĩa là gì? Đôi lúc á, ta nói chắc là tại sữa mẹ, đổ qua sữa bò, sữa bình đi, có thể là bị dị ứng với sữa mẹ gì đó không biết hết. Thì cái điều không nên làm là không nên ngưng sữa mẹ, nếu nó uống sữa mẹ tiếp tục uống sữa mẹ, không nên đổi sữa. Đôi lúc các bà mẹ nghe người này nói ăn tôi đổi qua cái sữa mẹ Sistine, tôi đổi qua cái Pediasure hay cái gì gì đó, cái mình cứ nghĩ rằng là mình tìm, bà mẹ cứ nghĩ là tìm một cái công thức sữa kỳ diệu để đứa con mình nó không khóc nữa, không có cái sữa nào kỳ diệu được hết đó. Và đôi lúc các bác sĩ cho thuốc giảm co thắt, tại thấy mỗi lần nó khóc nó có vẻ nó đau bụng như co thắt bụng, không chỉ định được cái thuốc co thắt trong những chuyện này. Những việc không nên làm, còn ngược lại những việc cần thực hiện thì làm gì? Chúng ta lắng nghe bà mẹ đã mô tả cái cơn. Chúng ta phân biệt triệu chứng khóc đơn thuần, nghĩa là khóc một mình anh á, hay là cái kèm theo những cái triệu chứng khác. Ví dụ như đứa nhỏ nó chỉ khóc thôi mà nó vẫn con nặng, nó ngon lành, nó ngủ không tốt, rồi nó dậy nó khóc rồi kệ nó. Nó không có rối loạn giấc ngủ, nó không có rối loạn hành vi, nó ăn uống bình thường, nó không có giảm cân, nó cứ tăng cân phù, nó khóc kệ. Nó không có gì, mình phải trấn an bà mẹ, lắng nghe và trấn an bà mẹ. Chứ đôi lúc á hả, bà mẹ bà lo lắm, thì chúng ta sẽ thấy được biết như sao. Nhiều nghiên cứu trên thế giới người ta thấy những đứa trẻ mà cứ khóc như vậy đó, nó xảy ra trong cái nhóm nguy cơ là con đầu lọc. Nhóm bà mẹ sống ở thành thị nhiều hơn nông thôn, chủ yếu là sống ở thành thị. Gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, nghĩa là chỉ có ông bố bà mẹ với đứa nhỏ, không có ai, không có cháu chắc gì đợi trơn, không có ông bà gì đợi trơn. Nó thường xảy ra trong cái nhóm đó. Cả hai cha mẹ đều đi làm,
học vấn thường là cao. Tuổi mẹ thường là 30 đến 34 tuổi. Thiếu sự hỗ trợ của ông bà. Cái nhóm này là dễ bị khói thuốc lá thụ động. Và bây giờ người ta chứng minh rằng là cái nhỏ nó hít vào cái khói thuốc lá đó, thì nó vừa bị trào ngược dạ dày thực quản mà nó vừa bị cái cơn đau bụng colic này. Do đó cái khói thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Coi coi trong gia đình của cái nhỏ có ai hút thuốc lá hay không. Những yếu tố nguy cơ là bà mẹ bà rất là lo lắng hoặc là bà trầm cảm, có sự xung đột căng thẳng trong gia đình. Và ngược lại, một số nhóm nguy cơ đó là đầu tư quá nhiều cho một đứa con quý. Có nghĩa là cả gia đình nó kiểu như nó con đầu lòng cái ông bà tất cả bên nội ngoại cái suốt ngày cái chăm vô nó đó. Cái nhóm đó là nó dễ bị cái cơn này nhiều nhất, khóc dữ nhất. Cho nên là đến giờ phút này ta đã xác nhận một số yếu tố nguy cơ ở những đứa trẻ có cái cơn colic như vậy. Đau bụng quặn dữ dội lắm, nhưng mà nó có nhiều yếu tố, nó thường là một trong các yếu tố như vậy. Và tại sao đứa nhỏ bây giờ người ta cũng y văn cho đến ngày hôm nay người ta cũng chưa có giải thích tại sao cái nhóm đó nó có những yếu tố nguy cơ như vậy, nó khóc như vậy. Thì ta mới giải thích đó là cái tiếng khóc của đứa nhỏ nó được xem như là nó để giải phóng cái căng thẳng nội tâm của nó. Mình cứ nghĩ tới đứa nhỏ nó không có bị áp lực đâu, mình chỉ tưởng mình người lớn bị áp lực, không có đâu, nó cũng bị bà mẹ buồn, bà mẹ trầm cảm, cha mẹ xung đột, không có một cái vấn đề gì đó trong gia đình. Đứa nhỏ nó muốn giải phóng cái áp lực đó, nó khóc, tiếng khóc của nó là như vậy. Và đến ngày hôm nay những trường hợp nếu mà mình xác định như vậy thì không nên xem cái khóc đó là mình bắt buộc mình phải giảm cho bằng được thôi. Có nghĩa là nó khóc để nó giải tỏa mà cứ kệ, cứ để nó khóc đi. Giờ mình không cho nó khóc thì nó còn buồn hơn nữa. Đó là như vậy. Cho nên y văn ngày hôm nay người ta khuyên mình nếu mình xác định như vậy cứ để cho nó khóc. Tất nhiên cái nhỏ nó phải khám bình thường ha, nhưng mà đã xác định. Và nếu mà cha mẹ lo lắng quá thì mình nói sao? Mình giải thích cho cha mẹ là thông thường nó sẽ hết trong 100 ngày đầu, nghĩa là 3 tháng đầu á. Và đứa nhỏ này nó sẽ trở lại hoàn toàn bình thường vậy sao? Không có vấn đề gì đó, nên nó khóc dữ dội lắm, nhưng mà qua cái 100 ngày thì nó hết. Thường thường mấy bà, mấy người lớn tuổi hồi xưa á, cái nói cái nhỏ này qua tới 100 ngày cúng gì đó, biết ba khôi nôi 3 tháng gì đó, sao nó hết khóc á. Là vậy đó, người ta hay có những cái hồi xưa người ta cứ nghĩ là như vậy, mà đâu có. Đó là cái sinh lý của đứa nhỏ, nó cái cơn đau bụng nó xảy ra như vậy. Cái nhóm này đến 100 ngày nó hết khóc, trở lại bình thường, nó bình thường. Tuy nhiên vấn đề cho đến ngày hôm nay, nếu đứa nhỏ nó cứ khóc kéo dài trên 6 tháng, sau đó nó kèm những cái rối loạn hành vi như là rối loạn giấc ngủ, nó khó ngủ, nó bất chấp, rối loạn ăn uống, có khi những đứa nó biến ăn vân vân, không chịu ăn vân vân, thì trong cái nhóm mà nó kéo dài trên 6 tháng thì người ta thấy nó, cái nhóm này về sau này nó có một cái suy giảm chức năng phát triển thần kinh rõ ràng lúc 5 tuổi và nó khởi phát chứng tăng động. Thì giờ các bà mẹ bây giờ cứ lo cái con mình sao nó cứ tăng động, thì cẩn thận mình quay ngược trở lại coi cái thời kỳ nó hồi nhỏ đó, cái tình trạng nó khóc như vậy có kéo dài hay không, những yếu tố nguy cơ mà nãy mình thấy đó, nó có trong những yếu tố nguy cơ đó hay không. Đó thì mình thấy nó như vậy. Cho nên cái lời khuyên đó là cần quan tâm lo lắng nếu đứa trẻ khóc kéo dài trên 6 tháng. Còn nếu mà trước đó thì cô kể nó đi, nó lớn một phụ chạy nó đi để khóc nó giải tỏa đó. Nhưng mà nó khóc trên 6 tháng là có vấn đề tâm sinh lý xã hội và thần kinh luôn đó. Thì trước những đứa trẻ mà ta dùng là colic đó, gặp rất là nhiều các anh chị, rất là nhiều trong nhi khoa gặp rất là nhiều, thì mình điều trị đến ngày hôm nay như thế nào? Bây giờ mình nói là do sữa bò chẳng hạn, mình tránh sữa bò không? Tại vì đứa nhỏ nó khóc mà do sữa dị ứng đạm của sữa bò thì nó chỉ giải thích được 2-3% đứa trẻ bị khóc thôi. Những cái không dung nạp lactose dị ứng sữa bò 2-3%. Cho nên trong trường hợp mà mình nghi là do sữa bò
sữa sữa bơ sữa công nghiệp á, thì nếu nó có rối loạn tiêu hóa, nếu nó không tăng cân thì khi đó mình mới tránh cái chế độ ăn mà có đạm của sữa bò. Đó. Nhưng mà đứa nhỏ lớn phụ tăng cân dù dù chắc chắn là nó không có những cái vấn đề dị ứng của đạm của sữa bò. Một số người thì nói rằng là dùng những cái thực vật, ví dụ như trà hoa cúc, trà thì là cam thảo, bạch hà. Một số người nói uống vô cái bụng nó xẹp ha, cái nó hết chứng bụng ha. Một số bài thuốc dân gian không chứng minh hiệu quả, không chứng minh hiệu quả. Một số người thì nói tiếp cận bằng cảm giác, bằng cách ẩm bồng, massage thì một số người thấy có hiệu quả đó. Nhưng mà cái có hiệu quả đó, mình vuốt bụng nó, mình vuốt hai bên vai nó, mình vuốt đầu nó, có khi nó bớt khóc, nhưng mà chưa được chứng minh. Thấy có hiệu quả nhưng chưa được chứng minh. Gần đây các bác sĩ nhi khoa hay dùng Simeticone, là những cái thuốc mà làm giảm đầy hơi cho những trẻ nhỏ, RX kia đó, cái bụng hơi khóc kia, bác sĩ chỉ định Simeticone, Cocaine, đó, những cái nơi mà tư học y học chứng cứ lớn nhất trên thế giới không khuyên. Cái đó là một số các bác sĩ hay dùng lắm. Nhưng mà nếu mà theo y học chứng cứ đến ngày hôm nay không dùng, không khuyên, người ta không khuyên. Gần đây nhất, probiotic, vấn đề probiotic men vi sinh thì dùng hay không? Đối với những đứa nhỏ nó khóc dữ dội vậy, mình cho thuốc gì? Cái men vi sinh không? Một số hiệu quả của probiotic. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay có hai nghiên cứu chứng minh vai trò của probiotic cho vô đứa nhỏ bớt khóc vào ngày thứ 7, bớt khóc rõ ràng chứng minh. Sau đó nó cũng giảm khóc vào tuần thứ 2 và tuần thứ 3 nó giảm. Nhưng mà đến ngày nay Y Văn vẫn nói rằng là cần nhiều nghiên cứu nhiều hơn, có nghĩa là đến dịch này người ta chấp nhận cái probiotic. Cho đến ngày hôm nay của mình 2018, trong Y Văn đối với cơn đau bụng của trẻ nhỏ mà nghi là do colic hơn thì người ta chấp nhận probiotic. Probiotic thì nó có ở nhiều nơi đó các anh chị, nó có thể có dưới dạng bột bán ở nhà thuốc tây, nó dưới dạng dầu ua, da cun mấy cái gì đó đó. Probiotic nó có nhiều thứ lắm, nó là cái men lactobacillus. Cho nên là tại sao người ta chứng minh được điều đó, người ta thấy là hai nhóm mấy đứa nhỏ nó khóc trong cái cơn colic này, một nhóm người ta cho nó uống cái men này, một nhóm đã không cho uống, đã so sánh hai nhóm và người ta thấy rằng trong cái nhóm mà uống một viên thuốc nên lại giảm khóc, trong khi cái nhóm kia nó giảm khóc, nó giảm nước ngọt, nó giảm cứ thế, nhóm không uống nữa nó cứ khóc đó, vậy đó. Thì đến ngày hôm nay Y Văn thế giới chấp nhận tới một viên thuốc, còn cái trên nó không chấp nhận. Đó là những cái mà gần đây nhất thôi về update. Thì đối với cơn đau bụng ở trẻ nhỏ đó thì như này tôi nói ba mẹ rất là mệt, đuối luôn đó, nó khóc suốt mà đuối luôn. Một số người đi đến hành động có nghĩa là gì, là sẽ bực quá mà căng thẳng mệt mỏi mất ngủ cáu gắt nổi nóng, đưa đến cái hành động là đưa đến đứa trẻ bị lắc, có nghĩa là ba mẹ bực mình lắc đứa nhỏ cặp nhau tức quá lắc như vậy à. Khi chúng ta lắc đứa nhỏ bực quá mà không biết làm sao, cầm đứa nhỏ lắc quá mạnh, tổn thương thần kinh không hồi phục, mù tàn phế ngu đần, lắc dữ quá tử vong luôn, ngừng cái trung tâm thần kinh hô hấp trên não luôn. Cái hội chứng trẻ bị lắc rất ít người biết. Y Văn thế giới mới nói về sau này cầm đứa nhỏ mà mình lắc nó xuống đó, hả là có chừng, cho nên người ta mới khuyên không cho đứa nhỏ nằm võng. Đứa nhỏ mình nằm võng đã luôn, nghĩa mình lắc nó cũng quá trời luôn, mình tưởng rằng là mình lắc nó như vậy á, nó nằm võng mà mình lắc cái dữ á, nó ngừng khóc không có đâu, có chừng. Cho nên lúc sau này người ta tránh những cái nằm võng mà lắc quá sức ha. Mà đối với nhóm này á, là tại vì cha mẹ nó mệt mỏi quá cho nên bực quá lắc đứa nhỏ.
Và về sau này á, người ta chứng minh nhóm mà để trẻ mà bị lắc như vậy đó thì nó lại xảy ra trên những nhóm yếu tố nguy cơ nào, nhóm nguy cơ nào. Trong cái nhóm mà đi đến hành động mà bực quá đi thôi mà lắc đứa nhỏ như vậy thì ta thấy là trên nhóm bà mẹ quá trẻ, nghĩa là ngược lại cái nhóm kia. Nhóm kia dạy cho mẹ lớn 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 tuổi thì còn tỉnh táo hơn. Còn nếu như bà mẹ quá trẻ thì không có suy nghĩ kịp, trình độ học vấn thì lại thấp, sống cách ly cô đơn, có nghĩa là gia đình chỉ có một bà mẹ hoặc là hai vợ chồng mà không có ai hết, không có tiếp xúc nhiều, không có giao tiếp nhiều, không có bạn bè, không có gì hết, nhóm đó lại bị nhiều hơn. Nhưng trong gia đình có nghiện bạo lực, trong gia đình bà mẹ có lòng tự trọng thấp, tiền căn bị bạc trải, rối loạn nhân cách nặng nề hơn, thì từ cái mà bà rất là mệt mỏi, bà sẽ đi đến cái hành động là bực tức quá và sẽ lắc cái nhỏ. Thì đối với cái nhóm này á, nếu mà mình thấy trong những trường hợp mà thấy bà mẹ sa sút tâm thần như vậy thì cái việc mình nâng đỡ, lắng nghe, chia sẻ vẫn là đúng hơn đó. Cho nên trong y học gia đình chúng ta đã có cái khúc đó. Nếu bà mẹ có được bà ngoại ha, cái bên ha, hoặc một người bạn để mà nói được, tâm sự được thì nó đỡ hơn mà một mình chịu đựng cái áp lực là đứa nhỏ mình sẽ khóc suốt đó. Cho nên có một cái người nào đó để chia sẻ. Đó là nhóm trẻ dưới 3 tháng tuổi. Còn bây giờ trên 3 tháng tuổi thì nó khác. Thường á, lưu ý nguyên nhân ngoại khoa, dù nguyên nhân nội khoa chiếm đa số. Thường trên 3 tháng tuổi á, nó khóc là nó do nó đau thực sự. Và mẹ mình nói là nó khóc ngoài khóc sinh lý là đến trước 3 tháng tuổi, còn sau 3 tháng tuổi nó khóc, nó đau thực sự. Hoàn loạt nguyên nhân ngoại khoa. Còn xác định mấy cái này á, thường nó có vấn đề, nó khóc như nãy tôi nói á, thường là nó có ói, tiêu phân máu, bụng nó chướng rất là dữ, rồi nó khóc bất chợt lắm chứ nó không phải cứ lặp đi lặp lại giống như vậy. Nguyên nhân ngoại khoa khác, tất cả những cái này cũng rất là nhiều hơn. Trên 3 tháng tuổi thường là những cái nguyên nhân ngoại khoa như vậy. Nguyên nhân nội khoa khác cũng rất là nhiều, trên danh sách rất là nhiều, đứa nhỏ rất là khóc. Mà để ý là chủ yếu là tai mũi họng. Nguyên nhân mà mấy nhỏ nó khóc trên 3 tháng tuổi, những cái viêm tai giữa vân vân mà khóc rất là dữ, đau. Nhưng trên 3 tháng tuổi có nguyên nhân cơ năng không? Có, đứa nhỏ trên 3 tháng tuổi. Đứa nhỏ cơ năng cái nghĩa là gì? Khám lâm sàng hoàn toàn bình thường. Thì á, lúc đó là gì? Khóc nhờ gì? Đi nhà trẻ. Hoặc là có một cái chia ly trong gia đình. Di chứng sau một cuộc chia ly lòng nằm viện, đứa nhỏ sẽ khóc. Mẹ nó bị sảy thai, nó khóc. Mẹ nó lo lắng, nó khóc. Đó. Trên 3 tháng tuổi vẫn có nguyên nhân cơ năng nằm ở đây. Và cái mình khám mà đứa trẻ mà nó mọc răng á, là cái chẩn đoán loại trừ thôi. Ví dụ mình nói nó khóc do mọc răng á, là mình khám xong mình thấy không có gì hết, là lúc đó thấy cái răng nó bắt đầu giống vú đỏ đỏ thì mình nghĩ nó mọc răng là chẩn đoán loại trừ thôi. Đó là đối với những nguyên nhân cơ năng. Thì để đánh giá các nguyên nhân á, sao mình biết thực thể cơ năng, thì có thể có một cái bảng này giúp chúng ta để có thể giúp chúng ta được. Thì hành vi á, ví dụ như ngủ ăn uống này kia kia nọ, thực thể ngưng các hoạt động, nếu bỏ ăn chẳng hạn, nó ngủ nó cứ không ngủ được hay gì vân vân vân, nghĩa là những hành vi ngưng các hoạt động. Trong khi cơ năng á, thì vậy chứ mà nó khóc chứ mà mọi thứ nó đều bình thường, nghĩa là nó không thay đổi, ngủ vẫn ngủ, ăn vẫn ăn, nó không có thay đổi hành vi nếu mà là nguyên nhân cơ năng. Thời gian của nguyên nhân thực thể á, thì nó kéo dài, thời gian của ngưng khóc nó kéo dài ha. Còn cái kia nó thoáng qua nhưng mà nó lặp lại, nó khóc xong nó hết giữa cơ nó bình thường, nó chơi nó bình thường nữa. Và nó có thể nó lặp lại, trong khi cái thời gian của cái cơn khóc mà thực thể nó kéo dài, nó còn đó mà nó đau nó còn hoài, nó phải khóc hoài chứ. Vị trí đau á, trong nguyên nhân thực thể thì rõ ràng khu trú, có khi mình khám đụng mưa đó thì nó sẽ đau rất là dữ. Còn nguyên nhân cơ năng thì mình không xác định được cái vị trí đau, mơ hồ hoặc quanh rốn. Ví dụ như cái nhỏ mình hỏi nó nói được ha, cái nhỏ mà nó mình hỏi nó nói được, giờ cũng đau bụng á,
Dạ, con đau đau ví dụ như đứa lớn đi, nếu nó chỉ cho anh chị ở ở điểm hố chọc phải coi chừng nó đau thiệt không, nó nhiều được từ thiệt đó, cái gì đó ha. Nhưng mà hễ mà hỏi con đau đâu thì cái cách mình muốn mà nó xác định cho mình, cái đứa lớn lớn chút hơn còn đứa nhỏ mình làm được, mình nói nè con chỉ, con lấy một cái ngón tay của con chỉ con đau ở đâu đi, mình kêu nó lấy cái ngón tay của nó chỉ thì nó sẽ chỉ nó chỉ đâu rốn á, quanh rốn á. Thường nếu mà tự nó chỉ mà quanh rốn á là nguyên nhân cơ nào, đó là một trong những cách mà bác sĩ nhi á người ta để ý á, ta biết cái chỗ đó là kêu nó chỉ đau quanh rốn là nó là cơ nào đó. Còn nếu mà nó chỉ chỗ khác coi chừng nó chỉ chỗ khác á, tại nó đâu biết cái này mình biết nó đâu biết, nó chỉ chỗ khác là coi chừng nó đau thiệt á, nó đau thiệt chỗ đó đó. Còn cái giờ ha, nguyên nhân thực thể thì nó đánh thức đứa nhỏ ban đêm, nghĩa là tối ngủ vẫn đau rồi nó vẫn khóc, em đau nó vẫn khóc. Còn nguyên nhân cơ năng cái giờ nó rất là thay đổi, bất chợt lúc nào nó cũng khóc, có trời trời buổi sáng nó khóc, tối nó cũng khóc bất chợt nữa. Cái nguyên nhân cơ năng là như vậy. Cho nên một số những cái yếu tố để mình đánh giá được cơ năng hay thực thể để mình biết trong cái quá trình khám và thực hành. Đúng ra cái video này cho cái máy này luôn tìm không được. Thông thường đứa trẻ nó khóc thì nếu chúng ta biết tìm cách, cho đến giờ phút này cho trẻ bú nó đói cho nó bú, cho nó ăn ẩm bò áp sát vào da giống như kangaroo á, cũng ra cái vấn đề vệ sinh nó ăn con mình vô máy này rồi đứa nhỏ nó sẽ bắt đầu là nằm trên môi á, thì cái mấy đứa nhỏ nó sẽ sinh áp sát cái cảm giác tiếp xúc da với người mẹ nó quan trọng lắm, tiếp xúc da với da nó quan trọng lắm. Mình xoa đứa nhỏ là massage nó, vuốt nó ha, ru ngủ hát ru chơi với đứa trẻ thay tả ướt giảm nhiệt độ phòng phòng nóng quá cũng không được, mình cho nó tắm với đứa nhỏ đang khóc nó bỏ vô nước để nó khói cười thêm thêm hơn. Và khi mà bà mẹ mà quá căng thẳng đi thì nên nhờ người khác giữ vài tiếng và không nên ở một mình với đứa trẻ, thì như vậy đứa trẻ nó bớt khóc nó sẽ vui vẻ hơn đó. Có những cái cách nhỏ nhỏ như vậy mình hướng dẫn cho bà mẹ đôi lúc bà chỉ cần làm như vậy thôi và đứa nhỏ nó sẽ bớt khóc. Và nếu mà là cơn đau bụng mà quặn colic mà nãy mà có những cái triệu chứng giống như cơn đau bụng như vậy đó, thì có thể chúng ta cho chút xíu một viên thuốc tự làm sao đó. Nếu mà là cơn đau bụng còn thông thường đứa nhỏ khóc bao nhiêu đây đủ để giải quyết được cái vấn đề của nó rồi. Nhớ là bà mẹ không nên ở một mình, bà một mình nhất là bà căng thẳng trầm cảm là lúc đó hả, nó truyền qua cái đứa nhỏ, tất cả các tâm sinh lý nó truyền qua cái đứa nhỏ trò chơi. Cái bài của cô hôm nay đến đây là hết, các anh chị có câu hỏi gì không, có mấy cái câu trên 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 câu hỏi trắc nghiệm các anh chị thử làm ha. Cái bài cô các anh chị có câu hỏi trong cái lĩnh vực trẻ nó khóc không? Xin mời em. Cứ cái triệu chứng hay là gì mà có bệnh lý gì đó thì cái hướng giải quyết trong một cái này như thế nào hả? Em đợi em cảm ơn ạ. Trên 6 tháng hả? À, câu hỏi của em là trên 6 tháng. Nó tóm lại á, đứa trẻ nếu mà nó có những cái dấu hiệu như cô nói của một nguyên nhân thực thể là mình phải giải quyết rồi, nó khóc nó không nó bình thường ha. Nghĩa là nó có vấn đề giải quyết. Còn nếu mà nó cứ khóc hoài á cho đến trên 6 tháng nó có những cái di chứng như vậy á, thì mình coi lại những yếu tố nguy cơ và mình khuyên gia đình coi coi mình giải quyết được cái yếu giúp cho người trong gia đình giải quyết được những yếu tố nguy cơ đó hay không, thì cái đó là cái cách đó, yếu tố nguy cơ. Cho nên yếu tố nguy cơ đó là gì, nên có người khác trong gia đình, những cái cách giải quyết đó là gì, nên có sự hỗ trợ của ông bà, cấm thuốc lá tự động, những cái vấn đề của cha mẹ,
mẹ quá căng thẳng hay không. Nếu nó có những yếu tố nguy cơ này thì chúng ta tránh, thì như vậy thì là cái cách. Chứ mà nếu mà để nó xảy ra rồi thì cái vấn đề điều trị những cái bệnh còn lại tâm lý, tâm thần là cái hậu quả. Thì khi đó mình phải điều trị, nó lỡ nó vô tăng động thì mình phải điều trị tăng động chứ. Mà nếu mà nó tăng động là bác sĩ tâm lý, tâm thần người ta sẽ cũng hướng trong cái phút này thôi. Chứ trừ khi mà nặng quá người ta mới cho thuốc uống, người ta sẽ giải quyết cái yếu tố này. Đó là đối với những cái đứa trẻ mà nó có những nguy cơ, thì mình tránh cái nguy cơ đó và mình cố gắng mình giải quyết, giúp người nhà giải quyết những cái nguy cơ đó. Xong rồi. Cho nên là cái vấn đề tâm sinh lý của bà mẹ rất là quan trọng hơn của gia đình mình. Tôi có quen rất là nhiều người bạn, đứa con nó là con quý á, trời ơi, cái ca đó là mệt lắm á. Bây giờ nó khóc suốt, có vấn đề tâm lý gì sau này rất là mệt á, nuông chiều quá cũng không tốt nữa. Bỏ bê quá cũng không được, nuông chiều quá cũng không được. Dạ, cô cho em hỏi là em bé ví dụ như là 6 tháng rưỡi á cô, hoặc là đến 7 tháng á, gần 7 tháng á, nhưng mà đến gần bắt đầu ăn dặm á, thì ăn dặm là đầu tiên ăn bột ngọt, thì nhưng mà ăn vài muỗng đầu á thì khóc, anh thì bình thường cái xong mấy muỗng sau khóc quá chừng, đúng một muỗng khóc, đấy. Vậy thì mình làm cái gì được? Nghe đứa nhỏ trong cái quá trình nuôi thì đứa nhỏ nó có nhiều cách lắm. Thứ nhất khi em bắt đầu ăn dặm thì ăn từ loãng, thiệt là loãng cho đến đặc ha. Đừng bao giờ đút vô cái này mà cũng đặc trước cái đã. Không. Đó thì nó tiêu không được á. Mấy ngày sau nó sợ nó bỏ nó mà. Nghĩa là lúc đầu em phải cho loãng, thiệt là loãng. Rồi thì từ tăng lên, từ ít cho đến nhiều. Từ từ tăng lên. Mà từ loãng cho đến đặc, đó là bắt đầu tiên của ăn dặm. Cái nữa, ví dụ như về sau này nó không biến ăn, nó khóc ré lên nhiều thứ, đủ thứ hết. Cái bài đó tôi nói trong bài biến ăn trẻ em nó nó có những cái nguyên nhân, nó có năm nhóm nguyên nhân. Khi mà nó biến ăn, mà lâu lâu nó biến ăn lần thì cũng nói gì, biến ăn kéo dài ảnh hưởng đến cân nặng hay không, phát triển hay không, có nguyên cái bài đó em coi nó rơi vào đúng cái dạng nào. Nó có những cái vấn đề tâm sinh lý của bà mẹ hay không. Đứa nhỏ mà nó bỏ ăn, nó có giống có bốn nguyên năm nhóm nguyên nhân được, cho nên mình phải coi nó thuộc cái nhóm nào mà mình điều trị. Cái nhóm mà thông thường á là cái gì, là mấy đứa nhỏ em có thể ha, là gì, thay đổi thức ăn cho nó, đổi cái môi trường cho nó. Ví dụ nó gặp cái bà mẹ suốt ngày nó chán lắm, em phải cho nó gặp người khác. Cho người khác bồng nó, cho nó đi ra bài làm sớm, chơi với mấy đứa nhỏ cùng lứa nó, thay đổi nó có nhiều cách lắm. Trước khi mình mới quyết định là đứa nhỏ này nó có một vấn đề, tất nhiên mình có phải đánh giá một chút cái tâm thần. Có nghĩa là gì? Coi công trong gia đình nó có vấn đề gì hay không, bà mẹ có trầm cảm, có lơ là hay có gì không. Nó có phải năm nhóm nữa. Còn thông thường mấy đứa nhỏ mà nó khỏe mạnh, nó chơi, nó làm biết ăn thì mình đổi cách thôi. Thì cho nó ăn trong cái chén bình thường của nó, mình đổi cái chén các con chó, con mèo, dễ gì đó, vậy đó, có những cái cách. Nếu đứa nhỏ bình thường hoàn toàn, còn đứa nhỏ có vấn đề tâm sinh lý là giải quyết cách khác. Có nhiều cách lắm em. Cái nguyên tắc lớn là gì? Không có kéo dài bữa ăn, không ăn, ngưng, vậy thôi. Tới giờ ngưng, tối, ráng chịu, thì làm sao nó ăn à? Đây, những đứa bình thường á. Còn như là mẹ cứ ráng rồi đút ráng hết tiếng này qua tiếng kia, vừa xong tiếng này là qua cửa ăn khác, không được, không ăn, ngưng, rồi gì đó. Có nhiều cách lắm trong trẻ con đó. Ví dụ như nó ăn cơm chẳng hạn, nó thèm ăn chẳng hạn, nó ăn cháo chẳng hạn. Ví dụ như em cứ để cho nó múc, nó xúc, nó ăn, nó đổ bát vỡ, kệ, mình tính bơ, kệ nó. Nhưng mà vậy nó khoái làm sao nó ăn. Còn ví dụ như em không cho nó tự xúc á, em cứ ngồi ấm xúc á, còn lúc cái nó chán bực mình nó không thèm ăn nó, vậy nó mấy đứa nhỏ nó vậy á. Cho nên một trong những cái cách mà trẻ con huấn luyện cho là không ăn dẹp tối sáng chiều rồi lúc đó ăn, cái đứa bình thường nha, đứa bình thường nó biết ăn như vậy, mấy đứa nhỏ vậy làm đúng.
Dạ. Nhiều cách lắm. Coi bài tiếng Anh của cô trên online, biết nhiều cách lắm cho mấy đứa nhỏ tiếng Anh.